Xin chào, bạn nghỉ lại đây sao? Là sao? Tự nhiên hỏi bạn nghỉ lại đây sao là sao? Xin chào mọi người, mình là Novi đến từ No Sleeping. Câu cá hoài thì cũng hơi mệt mệt rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái game nhẹ nhàng, thư giãn mang tên nhà mèo gì ấy, mình cũng quên mất rồi. Không kịp đọc mọi người ạ. Chơi thử nhá. Đây là nơi bạn nghỉ ngơi khi thấm mệt. Một nơi mà chúng ta thể nghỉ ngơi khi thấm mệt. Mình có cảm giác là mình đang mệt. Chơi game này ổn đấy. Ta nên thổi hồn vào chốn cô quạnh này chứ nhỉ? Một nơi thiên đàng à? Nhấp vào nút dưới đây. Đây, nút này, nó chỉ nút này. Từ từ. À, cứ tưởng hết pin nhưng không phải. Chúng ta sẽ mua một cái đèn đường. Ok, một cái góc nhỏ, một cái đèn đường. Nào, còn gì nữa không? Ta dùng trái tim được tạo để nâng cấp. Nâng cấp cái đèn lên cấp 5. Đèn đường thì cho chúng ta trái tim. Được. Còn gì nữa nào? Đây là lần đầu mình chơi nên là mình sẽ được miễn phí. Miễn phí gọi một người bạn. Gọi một người bạn nào. Một người bạn. Đây là Bob. Bọn nhỏ dễ thương đến chơi. Chú mèo lúc nào cũng mang theo đồ vẽ. Cậu ta thích tranh mình lắm nên sẽ không bán dù giá nào đi chăng nữa. Thế không bán thì lấy gì mà ăn Bob ơi? Bán đi. Bán đi nhá. 50 hay 100 gì cũng được. Ở đây bọn nhỏ có khả năng đặc biệt hạnh. Đặc biệt chúc phúc. Mấy con mèo này nó sẽ chúc phúc. Có vẻ như cậu ta muốn tặng bạn một ngôi sao. Đâu Bob? Bob ơi, nghe nói muốn tặng sao mà đi đâu rồi? Ra đây Bob ơi. Game nói rằng Bob muốn tặng mình sao. Nhưng mà Bob chạy trốn rồi. Là sao nhỉ? Giờ tôi phải làm nào? Các bạn, giờ tôi muốn lấy sao từ Bob, phải làm nào? Đây. Nhìn thấy sao từ Bob rồi. Bob nó trốn kỹ thế. Nhờ thu nhập được những ngôi sao này, bạn có thể nâng cấp độ chúc phúc. Nâng cấp ở đâu? Tiếp tục. Chúng ta có 3 loại tiền là trái tim, sao và kim cương. Nhấp vào đây. Chúc phúc. Nâng cấp độ chúc phúc ở bên này. Lên được level 1. Ok. Tăng tỷ lệ thêm trái tim ạ. Cái độ chúc phúc thì giúp tăng tỷ lệ thêm trái tim. Học được một số kỹ năng để phát triển nhà. Mình sẽ xây nhà, mua nhà đấy. Khi nhấp vào ô hội thoại có dấu chấm than, bạn có thể chơi và trò chuyện với các bạn. Chờ đã, có vẻ như cậu ta đang định nói gì đó. Bob ơi, đi ra ngoài này đi, sao lại chui vào đấy? Ta nên kể chuyện cho cậu ta. Tâm trạng của bạn hôm nay không nhỉ? Tâm trạng của mình hôm nay thì có vẻ là hơi mệt mỏi đi nhỉ. Hôm nay là thứ hai nên là tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Mình có thể tự viết được này. Tôi buồn ngủ quá. Ok, chúng ta sẽ thử viết xem nào. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận của mình. Ok. Có cả nhật ký nữa. Một cái game khá là nhẹ nhàng đấy, dành cho những bạn sống nội tâm. Chúng ta vào game để viết nên những câu chuyện, những câu nói của riêng bản thân. Bạn có thể đọc tâm trạng. Thay đổi nội dung được. Tôi sẽ thử đọc tâm trạng của mình xem nào. Bạn cũng thể viết vài điều trong nhật ký. Bộc bạch thôi, chuyện cá nhân mà. Ok. Chúng ta sẽ viết nhật ký từ ngày hôm nay nhé. Ok, kết thúc phần hướng dẫn rồi. Check in phát. Không, check in phát. Ok. Thôi. Nhập tên à. Tôi tên là No. Ok. Rồi sao? No ngài, chúng tôi lúc nào cũng ở đây chờ bạn. Phần dịch nó vẫn chưa được mượt lắm các bạn ạ. Thế mình thử gọi thêm mèo nữa nhở. Mình đủ gọi thêm một chú mèo nữa này. Ok, tôi thử gọi xem ai đây. Đây là Hody. Chú mèo tốt mã quàng khăn đỏ.
người ta đồn rằng đôi khi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ nhỏ từ trong giỏ. Là sao? Ôi ôi, tôi cảm giác nó hơi đắc một chút. Là cái tiếng gầm gừ ở trong giỏ ấy, nó chính là con sói ấy các bạn. Chú mèo này bắt cóc sói à? Ghê vậy, quàng khăn đỏ mà đúng không? Chúng ta thử gọi thêm một chú mèo khác xem nào. Ô, không đủ tiền rồi, 96A mới đủ các bạn ạ. Từ từ mình mới gọi được hai nhân vật thôi. Ô, ai đây? Thay đổi nhà. Thay đổi được cả nhà hay vậy? Cái gì đây? Không hiểu lắm. Bob ơi, ra đây Bob ơi. À đây, mình có thể di chuyển được các bạn ạ. Bob đang vẽ cái gì ạ? Vẽ đi. Ô, sao thấy tôi ra đây Bob lại không vẽ nữa rồi? Vẽ đi. Ồ, đúng rồi, vẽ đi. Vẽ đi Bob ơi. Để xem cô bé quàng khăn đỏ hoodie của chúng ta nói gì nào. Ui, trong cái giỏ có con sói thật. Cầm cứ sai mà. Bob nó đang vẽ à? Câu chuyện này nó không nhẹ nhàng như tôi nghĩ rồi. Nội dung và chiều sâu của nó khủng khiếp hơn những gì mà mình tưởng tượng rồi các bạn ạ. Tôi cứ tưởng rằng tôi có thể thư giãn ở cái game này. Game nhạc rất là hay, mà không hiểu sao mà có cảm giác nó hơi đắc nhỉ. Chúng ta, ok, chúng ta sẽ gọi thêm một chú. Đây, gọi thêm một người nữa xem nào, một con mèo nữa. Caraba. Chú mèo chỉ với một đôi hia đi khắp cùng trời cuối đất. Chẳng ai biết đôi hia đỉnh đó từ đâu mà ra. Đôi hia này từ đâu mà ra? Câu chuyện của Caraba là gì? Caraba ơi, Mi có thể kể câu chuyện của Mi cho ta nghe được không? Mi muốn nói chuyện với Caraba, nói chuyện kiểu gì? Là sao đây? Không hiểu lắm, thực sự không hiểu lắm. Có bức thư nào không? Không có hòm thư nào. Ok, chúng ta có sao rồi, mình thử nâng cấp ấy đi. Nâng cấp chúc phúc xem nâng cấp được không. 15A mới nâng cấp được chúc phúc các bạn ạ. Khí cầu ở đâu vậy? Nâng cấp khí cầu xem nào. À, mua khinh khí cầu. Đẹp đấy. Ok, chúng ta mua không... Cái gì đây? Quà skip xem nào. Ui, tôi vừa dùng một cái vé các bạn ạ, không hiểu lắm. Nhưng mà có thể vẫn chưa gọi được. 3.84 mới gọi được, mới có 2.83 thôi. Gọi thêm một tụi nhỏ, một con mèo nữa. Nhặt thêm sao đi. À, độ chúc phúc đây. Chúng ta có 3 thứ rồi, cuộc sống gì đây. 2A là được này. 2A mà, chơi luôn đi. Chúng ta có một cái khúc gỗ. Cái gì? Không phải khúc gỗ các bạn ạ, cái gì ạ? Chưa kịp đọc, trời ơi. Từ từ vào lại xem nào. Không kịp đọc gì. 20A là được này. Nở đi, thử xem 20A nhá. 15A. Mình có mới có 6.87 thôi. Nở đi xem nào. Nào đi, cái gì nào. Sau thời gian dài chờ đợi, lá đã lớn, trên cành và hoa cỏ đã bừng nở. Bạn có thể tưởng tượng được chốn này tươi vui như vậy không? Chúng ta lấy được một chút hoa. Đây, lấy sao. Cái này phải dùng vé các bạn ạ. Mình sẽ tiết kiệm. Mình không hiểu là chuyện gì xảy ra nữa nên phải tiết kiệm thôi. Cái gì đây? Chọc bong bóng nổ à? Hay đấy. Chọc, nổ không? Gì đây? À, phần thưởng chúng ta nhận được à, 2.18 sao? Chỉ vậy thôi à? Gọi thêm được một chú mèo nữa chưa? 3.84 sắp đủ rồi. Tôi gọi thêm một chú mèo nữa đi cho nó phấn khởi. 15A mới nâng cấp được tiếp, độ chúc phúc 400A. Thôi, để dành để gọi mèo đi. Bob nó vẫn đang vẽ này. Còn Cabra vẫn chưa, mình vẫn chưa biết câu chuyện của Cabra. Còn hoodie cô bé càng khăn đỏ thì có một chú sói ở trong cái giỏ. Không tốt một chút nào. Gọi thêm những người bạn mới xem nào. Ui, 2000 kim cương ở đắt thế. Game hút máu phết đi, không đùa đâu. Tưởng là game chiêu chiêu mà hút máu phết ấy. Nào xem nào. 3.84 vẫn chưa đủ, trời ơi. Chờ thêm một chút nữa. Trong lúc chờ đợi thì mình có thể nói chuyện được với ai?
Sao không ai nói chuyện với tôi vậy? Chơi game 10 phút. À, chúng ta nhận được kim cương này. À, à, được, 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 360 kim cương rồi. Thành tựu, à, được, được, được. Ok, 360 kim cương thôi. 2000 kim cương mới gọi được một cái đám mây à? Trời ơi, đất ơi. Đúng là trời đất ơi thật. 384 đủ rồi, mình sẽ gọi thêm một chú nữa. Một chú mèo nữa xem nào. Ai đây? Mẹ. Chú mèo thích dọn dẹp và làm việc nhà. Khi bỏ chổi ra khỏi tay, chú ta không nhúc nhích luôn. Nên người ta đồn là chính cái chổi đang điều khiển chú ta. Một chú mèo bị cái chổi điều khiển tên là Me. Me, Me, Me Y. Kể mà cái chữ Y viết trước thì phải dễ đọc không? Đọc là Me Y, khó đọc phết chứ đùa. À, chúng ta sẽ nâng cấp được độ chúc phúc. Ok, nên 250%. 400A. Đủ không? Nào, 400A đủ đi. Nào, ok. Được cái gì đây? Bướm hả? Ok, chúng ta có những chú bướm mà chơi đùa với hoa. Ngôi nhà của mình nhìn đẹp phết rồi, chơi đùa. Một cái game khá là nhẹ nhàng. Các bạn muốn chơi để tải về chơi nhá. Nhà mèo, game tên là nhà mèo gì gì mình quên mất rồi. Mình sẽ để tiêu đề, viết tiêu đề sau vậy. Ok, game chỉ nhẹ nhàng vậy thôi. Chờ đợi và chúng ta sẽ tiếp tục gọi thêm tụi nhỏ. Có rất là nhiều thứ ở đây, nhưng mà phải mua bằng tiền. Trời ơi, đất hỡi. Cái gì đây? Chạm vào nút có hình dáng giống nhau dọn dẹp. À là sao? À, à, à. À, ok. Một cái game nho nhỏ các bạn ạ. Tôi vừa nhận được thêm 9 tỷ. 153 tỷ. Mọi thứ nó càng ngày càng đắt đỏ. Thằng Bob thì nó vẫn đang vẽ ở đây. Mẹ thì vẫn đang dọn dẹp. Mình lấy cái chổi của mẹ nó bất động thiệt này mọi người. Mình sẽ chạm vào hoodie để cho nó ra con sói. Wow. Còn đây là gì nhỉ? Capara. Quên mất tên hắn rồi. Ok, game khá là nhẹ nhàng vậy thôi, chiêu chiêu vậy thôi. Có mở được map mới không hay như nào không? Thôi tạm biệt mọi người nhá. Game chỉ có vậy thôi. Giải trí nhẹ nhàng thôi, hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục câu cá sau. Hôm nay chơi về mèo đã. Thế nhá, bye bye. Nào, mẹ. Mình sẽ lấy cái chổi của mẹ. Vẽ đi bố.